37. Thủy trùng hí giới Giới cười giỡn trong nước 37.1. Giới tướng Văn giới Âm Đồng tỳ kheo đệ 52 điều Giá tội đại thừa đồng học Nhược tỳ kheo ni Thủy trùng hí giả Ba vật đề Nghĩa Đồng với điều 52 của giới tỳ kheo thuộc về giá tội Đại Thừa đồng học. Nếu tỳ Kheo Ni dẫn trong nước thì phạm tội ba vật đề. 37.2 Duyên Khởi Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, thập thất quần tỳ Kheo đang chơi dẫn trong nước dưới sông a kỳ la bà đề giải thích a kỳ la bà đề Asiravati còn gọi là A Lợi La Bạc Đề, A Di La Bà Đề, A Thị La Bạc Đề, A Thị Gia Phạt Đề, vân vân. Những danh từ trên đều là dịch theo âm, tên của con sông này. Trung Hoa dịch là Vô Thắng, sông này ở bên bờ thành xá vệ. Bơi từ bờ bên này sang bên kia. Các thầy có lúc lội băng qua sông, có khi lội xuôi rồi lại lội ngược dòng khi thì lặn, khi thì trồi lên mặt nước, có khi vẽ dưới nước, có khi đập tác nước lẫn nhau, cười giỡn âm ỉ. Khi ấy, vua Ba Tư Nạc cùng với Hoàng hậu Mạc Lợi đang ngồi trên lầu cao nhìn xuống, trông thấy thập thức quần tỳ kheo chơi đùa dưới sông như thế. Nhà vua liền nói mát nhẹ với Hoàng hậu Mạc Lợi rằng, hiện giờ trẫm đang xem những người của ái khanh kính thờ đấy. Hoàng hậu vội bào chữa. Các thầy ấy còn quá trẻ, mới xuất gia ở trong Phật Pháp chưa bao lâu, hoặc là không biết gì, thế thôi. Hoàng hậu nói như thế rồi, lập tức xuống lầu, đem một gói thạch mật. Bảo người hầu cận tên là Nalanka Bà La Môn rằng, hãy mau đem gói thạch mật này dâng cho Đức Thế Tôn và nhân danh của ta là mặt lợi Hoàng hậu, xin thành kính đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn vẫn an Đức Phật. Sau đó, canh hãy đem việc trên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên ấy mà kiết giới này. Theo trong luật ngũ phần quyển 8, luật tăng kỳ quyển 19, luật thập tụng quyển 16, luật căn bổn quyển 40, đều thuyết minh như sau. Thập thất quần tỳ kheo chơi giỡn dưới sông, khi thì lội xuôi, khi thì lội ngược, khi thì lặng, khi thì thả ngửa, khi thì tạt nước với nhau, khi thì kỳ cọ, vỗ đập trên thân thể phát ra tiếng, tự hồ những người chơi nhạc đánh nhịp. Bây giờ ba tư nạc quốc vương đang ngồi trên lầu cao trông thấy, nói với mặt lợi hoàng hậu bằng ngôn ngữ kinh mạng chê trách rằng. Hiện giờ trẫm đã trông thấy phước điền mà ái khanh kính thờ từ lâu. Khi ấy trong thập thất quần tỳ kheo, có một vị đại chứng quả đại a la hán dùng thiên nhĩ nghe được những lời nói của quốc vương liền từ dưới sông bước lên mặt y chỉnh tề bưng một bình nước bay lên hư không bay ngang qua trước lầu cao hình trạng như nga vương khi ấy hoàng hậu mặc lợi trông thấy liền nói với vua rằng tâu đại vương đại vương hãy xem phước điền thắng diệu của thiếp kia kìa phước điền đó đang bay ngàn trên hư không đó Hoàng hậu nói lời trên sông, liền sai hầu cận đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên đó mà kiết giới này. 37.3 Cụ duyên Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là nước, không duyên, vào trong đó chơi giỡn thì phạm tội. 37.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni, Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thủy trùng hí giả ba vật đề. Thủy trùng hí nghĩa là đùa giỡn trong nước, tùy tiện buông lung, lội từ bờ bên này sang bờ bên kia, hoặc lội xuôi, lội ngược, lặn ngụp, thả ngửa, dùng tay vẽ trong nước, tạt nước qua lại với nhau đủ mọi tư thế. Hoặc là kỳ cọ, vỗ trên thân cho ra tiếng hoặc dùng bát đựng nước để chờ giỡn. Tất cả những hành động đó đều phạm tội ba vật đề. Ngoại trừ nước thiên nhiên ra, tất cả những thứ nước khác, như nước lóng trong, rượu đắng, rượu lúa mạch đựng trong bình, nếu dùng để chờ giỡn thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, nếu bốc tuyết và làm rung động sương trên đầu ngọn cỏ để đùa giỡn, đều phạm tội đột kiết la trong luật thập tụng quyển 16 thuyết minh, nếu trên bàn có nước hoặc trên ghế ngồi có nước, dùng ngón tay vẽ vời để chơi thì phạm tội đột kiết la. Trong luật tăng kỳ quyển 19 thuyết minh, trong lúc ăn vì muốn chơi giỡn nên dùng nước vẽ trong bát thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu khi rửa chân dùng nước vẽ trên lù, trên cây, trên bình đều phạm tội việc tỳ ni. Dùng ngón tay búng nước kêu ra tiếng cũng phạm tội việc tỳ ni. Dùng nước tung lên hư không rồi đưa tay ra hứng, phạm tội việc tỳ ni. Ở trên bờ, dùng nước đổ xuống dưới sông hay dùng nước tác trên đất để làm trò chơi đều phạm tội việc tỳ ni. Trong luật nhiếp quyển 12 thuyết minh, nếu dùng tay đánh nhịp trên mặt chén canh tạo thành những âm thanh tiếng huyền, tiếng quảng đều phạm tội ba vật đề hoặc dùng ngón tay búng cho kêu ra tiếng để đùa giỡn cũng phạm tội ác tác. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh, nếu nước sâu ngập đến lưng bàn chân mà chơi giỡn trong đó thì phạm tội ba giật đề. Nếu lúc lắc ghe thuyền cho chao đảo mặt nước thì phạm tội đột kiết la. 37.5 Kiềm chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba giật đề ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 37.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm, nếu lúc đi đường phải lội qua sông, hoặc từ bờ bên này lội sang bờ bên kia, hoặc kéo cây, kéo gỗ, kéo tre, kéo cột ngược xuôi dưới nước, hoặc xuống dưới nước để hốt đá, hốt cát, hoặc trường hợp đánh rơi đồ xuống nước nên phải lội hay lặn đấy tìm, hoặc trường hợp học bơi, dùng tay, chân, đập, đạp dưới nước. Tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. Giải thích thêm, Đức Phật cho phép các đệ tử học bơi vì phòng khi bị rơi xuống nước sẽ không bị chết đuối. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 19, Thuyết Minh, vì tắm gội nên lặn trong nước thì không phạm tội, hoặc là trường hợp nước bên trên mặt nóng nên phải lặn sâu xuống dưới để lấy nước lạnh hoặc trong nước có những con lăng quăng và lấy tay khuấy động nước cho chúng tản ra để lấy nước thì không phạm. hoặc trường hợp bị bệnh nhiệt mê man và lấy nước lạnh tưới lên mặt thì không tội. nếu tỳ kheo ni trong lúc tụng kinh mà buồn ngủ dùng nước lạnh rửa mặt cũng không có tội. nếu tỳ kheo ni trong lúc ăn bị sa di ni nhiễu loạn vì sợ người thấy tục trong thấy sẽ sinh tâm bất kính nên vị tri sự trong chúng dùng nước tác vị sa di ni đó để cảnh cáo thì không phạm tội. 37.7 Tập giải Đệ tử xuất gia cần phải thường xuyên nhiếp hộ oai nghi, buộc tâm giữ gìn chánh niệm, siêng tu đạo pháp xuất thế, không nên làm những chuyện chơi giỡn trong nước, tự mình đã đánh mất oai nghi, lại làm cho người khác sinh tâm bất kính, tán tâm buồn lung. Do đó, sinh ra biến nhát, bị người đời chê bai, làm cho Phật Pháp bị tổn giảm, thân tâm đều loạn động. Phạm giới này thì tăng trưởng thêm khổ sinh tử, luôn bỏ phí thời gian, thật là người vô trí. Vì thế nên Đức Như Lai chế giới này cũng vì muốn ủng hộ thương xót đệ tử mà thôi. Trong Tác Bà Đa Tị Ni Tị Bà Sa Quyển Tám thuyết minh, vì muốn tôn trọng Phật Pháp, vì muốn tăng trưởng tâm kính tính cho thế nhân, vì muốn ngăn sự bỏ bê chánh nghiệp của người xuất gia, vì muốn tu chánh niệm cho nên Đức Phật kiết giới này. Chúng ta cần phải nhất tâm tuân hành. 38. Kích lịch tha giới Giới chọc lét 38.1 Giới tướng Văn giới Âm Đồng tỳ kheo đệ 53 điều giá tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni dĩ chỉ tương kích lịch giả ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 53 của giới tỳ kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni dùng ngón tay chọc lét tỳ kheo ni khác thì phạm tội ba vật đề. 38.2 Duyên khởi Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, một người trong lục quần Tỳ kheo chọc lét một người trong thập thất quần Tỳ kheo khiến người này tử vong. Quý Tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên đó mà kiết giới này. 38.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội là Tỳ kheo ni cố ý làm não người khác, dùng ngón tay hay ngón chân để chọc lét. Đụng trúng thân người khác thì phạm tội. 38.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dĩ chỉ kích lịch giả ba vật đề, chỉ tức là ngón tay, ngón chân. Mỗi người có 10 ngón tay và 10 ngón chân, nếu tỳ kheo ni dùng ngón tay hay ngón chân chọc lét nhau, thì tất cả đều phạm tội ba vật đề. Ngoài ngón tay và ngón chân ra, nếu dùng những đồ vật như gậy, khóa cửa, cán phủ phất, tức cán chổi, chọc lét nhau, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, Chọc lét ra gì, thậm chí đến cả súc sinh đều phạm tội đột kiết la trong tác bà đa tỳ ni tỳ bà sa quyển 8 thuyết minh nếu dùng hai ba cho đến chín ngón tay chọc lét thì cứ mỗi ngón phạm một tội ba giật đề nếu cùng một lúc dùng cả mười ngón tay chọc lét thì phạm một tội ba giật đề trong luật nhiếp quyển 12 thuyết minh nếu cả hai người thân đều bị bệnh tê mà chọc lét nhau thì phạm tội ác tác kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 38.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu không cố ý chọc lét hoặc là muốn đụng vào người nào đang ngủ để làm họ thức dậy, hoặc do lúc ra vào chỗ chật hẹp nên đụng chạm vào nhau, hoặc là khi quét tước đụng vào nhau hay khi cầm tích trượng lỡ va chạm vào người khác, vân vân, những trường hợp trên đều không phạm tội. 38.7 Tập giải Chọc lét nghĩa là dùng ngón tay thọc vào dưới nách, sau lưng, cổ. Vì những chỗ này, thần kinh cảm giác đặc biệt rất nhạy bén. Nên khi bị chạm vào thì tạo cảm giác rất nhột, khó chịu, khiến người bị chọc phải bật cười. Nhiều trường hợp bị chọc lét dai dẳng, những tràng cười liên tiếp kéo dài khiến người đó phải bị đứt hơi thở dẫn đến tử vong đặc biệt là đối với những trẻ con và người sức khỏe kém tâm lý nhiều người thích lấy việc chọc lét làm trò đùa nhưng đối với người xuất gia thì cần phải giữ oai nghi đoan nghiêm tuyệt đối không nên đùa giỡn bằng hình thức này khiến cho thân tâm buồn lùng bỏ bê việc tu hành chánh nghiệp nếu như chỉ vì việc đùa chơi nhỏ mà làm tán thất thân mạng tức là thành tội ngộ sát phải bị luật pháp xã hội ghép tội bị thế nhân chê bai sinh tâm hủy bán tam bảo thì mình và người đều bị tổn hại cho nên đức thế tôn vì mẫn niệm thủ hộ các đệ tử mà thế giới, giới này chúng ta cần phải cẩn thận nghiêm trì đừng phạm phải giữ gìn oai nghi nghiêm chỉnh cẩn thận nhiếp hộ thân tâm tinh tấn, siêng năng tu theo đạo Pháp xuất thế để mau được chứng quả bồ đề vậy. 39. Bất thọ gián giới, giới không nghe lời can gián. 39.1. Giới tướng Văn giới Âm, đồng tỳ kheo đệ 54 điều, giá tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, bất thọ gián giả, ba giật đề. Nghĩa Đồng với điều 54 của giới tỳ kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni không nghe lời khuyên giáng thì phạm tội ba vật đề. 39.2 duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Diệm Tỳ. Giải thích, Câu Diệm Tỳ, Câu Sambi, quốc gia do vua ưu điền cai trị. Cù Sư La tức là Kokila hay Gosira, hán dịch là Mỹ Âm, là tên của một vị trưởng giả trong nước câu diệm tỳ. Trưởng giả này quy y với Đức Bổn Sư Thích Ca. Sau khi quy y, ông dân cô vườn này cho Phật. Đức Thế Tôn ở trong vườn Cù Sư La đó, thuyết Pháp trong suốt hai ba năm. Bên cô vườn đó còn có di tích dấu chân đi kinh hành của bốn Đức Phật thời quá khứ vì thuở xưa trưởng giả Cù Sư La thọ thân chó. Khi trông thấy Đức Bích Chi Phật liền sinh tâm hoan hỷ, nên dùng tiếng sủa để thỉnh vị Bích Chi Phật đến nhà để cúng dường thức ăn. Do phước lành ấy nên đời đời được âm thanh rất tốt. Thân của vị trưởng giả này cao ba thước. Đức Phật cũng hóa thân cao ba thước để hóa độ ông, quy y theo chánh pháp. Bây giờ tôn giả siễn đà, chanh đà, một vị trong lục quần tỳ kheo sắp phạm giới. Quý tỳ kheo khuyên gián rằng, Đại Đức đừng có ý niệm như thế, đối với những việc không nên làm thì đừng làm. Nhưng siễn đà tỳ kheo không chịu nghe lời khuyên gián của quý tỳ kheo nên phạm tội. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên đó cho tập hợp tăng chúng, quở trách siễn đà tỳ kheo, rồi vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 39.3 Cụ duyên Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Tự mình muốn làm việc phi pháp. Các vị khác đúng như pháp dùng phương tiện khuyên gián. Biết việc của mình làm là sai, người trước mặt khuyên can là đúng. Chống lại lời can gián không nghe theo, vừa làm xong thì phạm tội. 39.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất thọ gián giả ba vật đề. Bất thọ gián giả nghĩa là người khác dùng lời phải khuyên can rằng nếu làm như vậy là điều không nên, nhưng vẫn ngoan cố làm thì phạm tội căn bổn. Căn bổn đây là chỉ cho tội ba vật đề. Nếu chỉ không nghe theo lời thì phạm tội đột kiết la. Nếu tự biết việc làm của mình là quấy nhưng vẫn cố ý làm thì phạm tội căn bổn, không nghe lời can gián thì phạm tội ba vật đề. 39.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 39.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm, nếu người đến khuyên gián lại là người vô trí, thì nên nói với họ rằng, Đại Đức nên hỏi lại thầy hòa thượng của Đại Đức, cần phải học hỏi, tụng kinh, luật. Phải biết rõ Pháp càng gián trước, rồi sau mới đi khuyên càng người khác. Hoặc là nghe theo lời của người càng gián, hoặc là nói giỡn, nói một mình, hoặc là nói trong mộng, hoặc là muốn nói việc này mà lại nói thành việc khác. Tất cả những trường hợp như thế đều không phạm tội. 39.7 Tập giải Người sĩ tử nơi thế tục còn thích nghe người chỉ trích lỗi của mình. Chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật, phải hư tâm học đạo. Mỗi mỗi việc đều phải có tâm khiêm cung. Nếu như có những điều nào không đúng mà mình không biết, khi được người nghiêm trì giới luật biết rõ hành tướng, khai, giá, trì, phạm, trông thấy mà khuyên gián, thì cần phải sinh tâm hoan hỷ, cung kính. Hết lòng hổ thẹn, tiếp họ lời khuyên gián ấy, thì mới có thể ngăn trừ dứt tội lỗi vậy. Nếu trường hợp mình biết rõ là phạm, lại thêm được người khác căn cứ theo đúng lý, khuyên gián, mà vẫn cứ giữ chặt theo mê lầm, không chịu tùy thuận theo lời người can gián, ngoan cố tiếp tục làm việc đó, thì bị hai tội. Một là phạm tội đọa vì không chịu nghe theo lời khuyên gián, hai là tùy theo tội đó là kinh hay trọng mà định nghiệp quả. Như vậy là hết sức ngu muội Nếu việc của mình làm hoàn toàn không phạm lỗi, mà người khác cố tình xúc não mình, bươi mốc tìm lỗi để khuyên gián, mình không tiếp nhận lời khuyên gián đó thì không phạm tội. Cho nên, trong kinh Tỳ Ni Mẫu Quyển 3 Thuyết Minh, không nên nghe theo năm hạng người khuyên gián. Một, hạng người không có tâm tàm quý. Hai, hạng người không học rộng hiểu nhiều. 3. Hạng người thường hay tìm kiếm lỗi người. 4. Hạng người thích gây gỗ tranh tụng. 5. Hạng người muốn bỏ pháp phục hoàn tục. Đối với năm hạng người trên, không nên nghe theo lời khuyên gián của họ. Đó gọi là không nên nghe theo lời khuyên gián.